Xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 7. Ở clip này, cô sẽ hướng dẫn các bạn giải các bài tập trong sách bài tập môn vật lý 7. Nếu bạn nào còn chưa hiểu cái phần lý thuyết thì hãy mở xem lại các video bài giảng trong sách giáo khoa của cô để các em có thể nắm chắc kiến thức lý thuyết hơn. Còn ở clip này, cô sẽ hướng dẫn các em giải các bài tập trong sách bài tập và nhắc lại cho các bạn những cái kiến thức trọng tâm cần nhớ để vận dụng và giải các bài tập thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào bài đầu tiên, bài 1, nhận biết ánh sáng, nguồn sáng và vật sáng của chương 1 quang học. Thì để làm được bài này, các em cần vận dụng cho cô những kiến thức sau. Đó chính là các em cần vận dụng: ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Và ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta. Nguồn sáng. Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. Còn vật sáng thì bao gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Đó. Vậy chúng ta có 3 ý mà các em cần nhớ cho cô để vận dụng vào làm những bài tập cụ thể. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào câu đầu tiên, câu 1.1 nào. Vì sao ta nhìn thấy một vật? À, cô vừa nêu cho các em rồi đúng không nào? Ta nhìn thấy được một vật khi nào? Khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta. Vậy thì trong 4 phương án này các em sẽ chọn phương án C cho cô. Vậy 1.1 này. 1.1 các em chọn phương án C cho cô. Tiếp theo 1.2 nào. Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng. Nguồn sáng, các em nhớ lại cho cô kiến thức về nguồn sáng. Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng. Đó. Vậy thì trong 4 phương án này, những vật nào tự phát ra ánh sáng thì là nguồn sáng, còn lại thì sẽ là không phải. Vậy ngọn nến đang cháy này thì nó là nguồn sáng rồi, đúng không nào? Mặt trời là chiếu ra ánh sáng, phát ra ánh sáng ở ban ngày để cho chúng ta hoạt động sinh hoạt, những hoạt động bình thường. Ý D là đèn ống đang sáng cũng là nguồn sáng. Vậy thì chúng ta chỉ còn ý B, vỏ chai sáng chói dưới trời nắng, đúng không nào? Vì vỏ chai sáng chói dưới trời nắng là do nó hắt lại ánh sáng của mặt trời chiếu vào nó, chứ nó không phải là nguồn sáng. Vậy 1.2 các em chọn ý B cho cô. 1.2 chọn B. Được chưa nào? Tiếp theo sang 1.3 nào. Giải thích vì sao trong phòng có cửa gỗ đóng kín, không bật đèn, ta không nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn. Ta nhận biết được ánh sáng khi có ánh sáng truyền vào mắt ta, đúng không nào? Và ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta. Vậy mà ở đây chúng ta lại ở trong một cái phòng có cửa gỗ đóng kín, không bật đèn, thì chắc chắn là ta sẽ không nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn rồi. Đó. Vì là không có ánh sáng chiếu lên mảnh giấy, do đó cũng sẽ không có ánh sáng từ mảnh giấy hắt lại truyền vào mắt ta, nên chúng ta không thể nhìn thấy mảnh giấy trắng đặt trên bàn. Rồi, vậy các em có thể giải thích ngắn gọn cho cô như sau. Đó là vì không có ánh sáng chiếu lên mảnh giấy do đó cũng không có ánh sáng từ mảnh giấy hắt lại truyền vào mắt ta. Nên ta không thể nhìn thấy mảnh giấy trắng đó. Được chưa nào? Rồi chúng ta cùng sang câu 1.4 nào.
Ta đã biết vật đen không phát ra ánh sáng và cũng không hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Nhưng ban ngày ta vẫn nhìn thấy miếng bìa màu đen để trên bàn vì sao? Ban ngày ta vẫn nhìn thấy miếng bìa để trên bàn màu đen là vì ta nhìn thấy các vật sáng ở xung quanh miếng bìa đen nữa. Do đó mà ta phân biệt được miếng bìa đen với các vật xung quanh. Ở phần lý thuyết cô cũng đã giảng kỹ cái phần vật đen này rồi. Còn ở đây các em trả lời ngắn gọn cho cô là như sau. Vì ta nhìn thấy các vật sáng ở xung quanh miếng bìa đen do đó ta phân biệt được miếng bìa đen với các vật xung quanh. Được chưa nào các em? Rồi, chúng ta cùng sang câu 1.5 nào. Ta có thể dùng một gương phẳng hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không và tại sao? Nguồn sáng phải là nguồn tự nó phát ra ánh sáng cơ các em ạ. Đấy, phải là vật tự nó phát ra ánh sáng. Còn ở đây thì theo như giả thiết người ta cho thì gương phẳng này hướng ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm sáng trong phòng. Vậy thì cái gương phẳng ở đây nó chỉ là cái vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó thôi. Đó. Cho nên là nó không phải là nguồn sáng. Vậy 1.5 là các em trả lời cho cô là gương phẳng không phải là nguồn sáng. Gương phẳng không phải là nguồn sáng. Vì nó không tự phát ánh sáng. Nó không tự phát ra ánh sáng. Vì nó không tự phát ra ánh sáng mà chỉ hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Đấy. Đây chính là câu trả lời của 1.5. Rồi chúng ta cùng sang câu 1.6 nào. Khi nào ta nhận biết được ánh sáng? Khi chúng ta nhận biết được ánh sáng là khi có ánh sáng truyền vào mắt ta. Vậy các em đọc 4 phương án này thì phương án nào thể hiện điều đó nào? Đó chính là phương án C đúng không nào? Khi có ánh sáng lọt vào mắt ta. Vậy 1.6 các em chọn phương án C cho cô. 1.6 ta chọn phương án C. Chúng ta cùng sang 1.7 nào. Khi nào ta nhìn thấy một vật? Các em vận dụng cho cô kiến thức là khi ta nhìn thấy một vật thì phải có ánh sáng truyền từ vật đó vào mắt ta. Vậy thì theo cái lý thuyết đó thì các em sẽ chọn ngay cho cô được phương án D đúng không nào? Vậy 1.7 các em chọn phương án D. Rồi chúng ta cùng sang 1.8 nào. Ban ngày trời nắng, dùng một gương phẳng hứng ánh sáng mặt trời rồi xoay gương chiếu ánh nắng qua cửa sổ vào trong phòng. Gương đó có phải là nguồn sáng không, tại sao? Với câu trên thì chúng ta đã trả lời được gương phẳng là không phải là nguồn sáng rồi vì nó không tự phát ra ánh sáng. Vậy thì các em đọc 4 phương án cho cô và chọn ngay chọn ngay phương án D đúng không nào? Vậy 1.8 chúng ta chọn phương án D. Tiếp theo chúng ta sang 1.9 nào. Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? Các em vận dụng cho cô nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng.
Vậy thì chúng ta có mặt trời tự phát ra ánh sáng này, ngọn nến đang cháy cũng phát ra ánh sáng, con đom đóm lập lòe cũng phát ra ánh sáng. Vậy ABC là nguồn sáng, còn lại ý D không phải là nguồn sáng. Bởi vì sao? Vì mặt trăng không tự phát ra ánh sáng. Sở dĩ ta nhìn thấy mặt trăng là do ánh sáng từ mặt trời chiếu tới mặt trăng rồi hắt lại vào mắt ta thôi các em ạ. Vậy 1.9. Tiếp tục chọn phương án D cho cô. Chúng ta sang 1.10 nào. Trường hợp nào dưới đây ta không nhận biết được một miếng bìa màu đen? Ở câu trước thì chúng ta đã trả lời là vì sao ta nhận biết được miếng bìa màu đen là vì nó được đặt cạnh những vật sáng khác. Vậy bây giờ trong bốn phương án này, chúng ta sẽ xem trong trường hợp nào để chúng ta không nhận biết được miếng bìa màu đen nào. Trường hợp A nào, dán miếng bìa đen lên một tờ giấy xanh rồi đặt dưới ánh đèn điện. Có ánh đèn điện này, tức là trong trong trường hợp này là có ánh sáng này chiếu vào cái tờ giấy xanh này, tờ giấy xanh hắt hắt lại ánh sáng thì nó trở thành vật sáng. Và khi đó thì chúng ta nhìn thấy miếng bìa đen vì chúng ta phân biệt được nó giữa những cái vật sáng khác, đúng không nào? Vậy tiếp theo sang ý B nào. Dán miếng bìa đen lên trên một tờ giấy trắng rồi đặt trong phòng tối. Trong phòng tối này thì không có nguồn sáng nên không có ánh sáng chiếu vào cái tờ giấy trắng này được. Do đó cũng không có ánh sáng để cái tờ giấy này hắt lại truyền vào mắt ta nên ta không thể phân biệt được miếng bìa đen và tờ giấy trắng. Đó, vậy thì ý B này là ta không nhận biết được miếng bìa màu đen này. Còn ý C và ý D thì ngoài trời nắng này và ngọn nến đang cháy thì cũng tương tự như trường hợp A, chúng ta đều phân biệt được miếng bìa màu đen. Vậy như vậy là 1.10. Các em chọn phương án B cho cô. Tiếp theo sang 1.11 nào. Trường hợp nào dưới đây ta nhận biết được một miếng bìa màu đen? Lại tiếp tục nhận biết được, lần này là nhận biết được chứ không phải là không nhận biết được. Vậy trong trường hợp A, B, C, D nào, với cách lý giải tương tự nào, thì các em hãy chọn cho cô phương án trả lời đúng đi nào. Chúng ta sẽ chọn được phương án C, dán miếng bìa màu đen lên trên một tờ giấy màu xanh và đặt ngoài trời lúc lúc ban ngày. Vì đặt ngoài trời lúc ban ngày thì sẽ có ánh sáng chiếu vào tờ giấy màu xanh này, nó sẽ trở thành vật sáng. Đó. Thì lúc này chúng ta phân biệt được tờ giấy màu xanh, đó, phân biệt được những cái vật sáng khác xung quanh cái miếng bìa màu đen này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được miếng bìa màu đen. Vậy 11, 1.11, các em chọn phương án C. Tiếp theo chúng ta cùng sang 1.12 nào. Vật nào dưới đây không phải là vật sáng? Đó, không phải là vật sáng các em nhé. Vật sáng là gì? Vật sáng là gồm nguồn sáng và những vật hắt lại ánh sáng chiếu vào nó. Đó. Vậy thì ý A, ngọn nến đang cháy là nguồn sáng. Nguồn sáng thì nằm trong vật sáng. Tiếp theo, mảnh giấy trắng đặt dưới ánh nắng mặt trời. Thì mảnh giấy trắng này lập tức sẽ hắt lại ánh sáng của mặt trời, vậy nó cũng nằm trong vật sáng. Ý C nào, mảnh giấy đen đặt dưới ánh nắng mặt trời. Các em biết rằng là màu đen ý, thì nó không hắt lại được ánh sáng mặt trời. Đó. Thế nên là ý C sẽ không phải là vật sáng. Nó, mảnh giấy đen này không tự phát ra ánh sáng này và nó cũng không thể hắt lại được ánh sáng. Thế nên là ý C không phải là vật sáng. Ý D mặt trời là nguồn sáng rồi. Nguồn sáng thì nằm trong vật sáng rồi. Vậy 1.12 các em chọn phương án C cho cô. Tiếp theo 1.13 nào. Ta nhìn thấy bông hoa màu đỏ vì sao? Ở câu này các em hãy vận dụng cho cô là ta nhìn thấy một vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt ta. Vậy thì 1.13 các em chọn phương án D đúng không nào? Có ánh sáng đỏ từ bông hoa truyền đến mắt ta. Vậy 1.13 chúng ta chọn phương án D. Tiếp theo nào.
1.14 nè. Ban đêm, bạn Hoa ngồi đọc sách ở dưới một ngọn đèn điện. Hoa nói rằng, sở dĩ bạn ấy nhìn thấy trang sách vì mắt bạn ấy đã phát ra các tia sáng chiếu lên trang sách. Đó. Hãy bố trí một thí nghiệm chứng tỏ lập luận của bạn Hoa là sai. Đấy, bây giờ các em hãy suy nghĩ cho cô nào. Đấy. Xem lập luận bằng cách nào để chứng tỏ bạn Hoa là sai đây. Và các em hãy vận dụng cho cô là nếu như là nguồn sáng thì vật đó phải tự nó phát ra ánh sáng, đúng không nào? Đó. Thế thì các em sẽ làm thí nghiệm bằng cách là ta tắt hết đèn trong phòng học của Hoa để không còn nguồn sáng nào trong phòng. Sau đó thì ta đưa mắt nhìn về những cái trang sách xem có nhìn thấy sách không. Nếu kết quả là ta không quan sát thấy bất cứ thứ gì trên trang sách thì chứng tỏ là bạn Hoa nói sai, đúng không nào? Vì nếu mà Hoa nói đúng thì khi ta mở mắt là có ánh sáng phát ra từ mắt chiếu lên trang sách và ta sẽ phải nhìn thấy sách cho dù là ta tắt điện, đúng không? Đó. Vậy thì các bạn lập luận câu 1.14 cho cô. Đó là ta sẽ thiết kế thí nghiệm bằng cách là ta tắt hết đèn. Tắt hết đèn trong phòng học. Của Hoa. Để không còn nguồn sáng nào trong phòng. Sau đó ta đưa mắt nhìn trang sách. Ta đưa mắt nhìn trang sách xem có nhìn thấy những thứ trong sách không? Những thứ trong trang sách không? Và kết quả thí nghiệm là ta không quan sát được bất cứ thứ gì trong cái trang sách đó. Thì đây này, kết quả này. Ta không quan sát thấy bất cứ thứ gì trên trang sách. Từ đây là chứng tỏ bạn Hoa nói sai. Được chưa nào các em? Như vậy là chúng ta đã thiết kế xong thí nghiệm để chứng tỏ là bạn Hoa nói sai. Đó. Mắt chúng ta không thể tự phát ra ánh sáng để có thể nhìn thấy các vật được. Đó. Tiếp theo chúng ta cùng sang câu 1.15 nào. Ban đêm trong phòng tối, ta nhìn thấy một điểm sáng trên bàn. Hãy bố trí một thí nghiệm để kiểm tra xem điểm sáng đó có phải là nguồn sáng không. Nếu điểm đó là nguồn sáng thì điểm đó phải tự phát ra ánh sáng, đúng không nào? Do đó, để kiểm tra nó là nguồn sáng hay không thì các em sẽ thực hiện các bước thí nghiệm như sau. Đầu tiên là các em hãy kiếm một thùng bìa cát tông cho cô. Các em có thể kiếm thùng bánh kẹo chẳng hạn. Sau đó thì dùng kéo cắt để tạo một hộp hở ở một mặt. Khoét một lỗ nhỏ bất kỳ lên một trong các cái mặt còn lại. Sau đó úp thùng tạo được lên điểm sáng. Sau đó thì dùng mắt nhìn qua lỗ nhỏ.
Nếu mà ta nhìn thấy cái điểm sáng đó thì nó là nguồn sáng. Vậy 1.15 này các em lập luận cho cô như sau nào. Nếu là nguồn sáng thì điểm sáng phải tự phát ra ánh sáng. Do vậy, ta sẽ thực hiện thí nghiệm như sau. Thí nghiệm kiểm tra. Đầu tiên là các em kiếm một thùng này, kiếm một thùng cắt tông. Cắt tông giấy, cắt tông trống. Tiếp theo là dùng kéo cắt để tạo một hộp hở một mặt. Dùng kéo cắt để tạo một hộp hở hở một mặt và khoét khoét một lỗ nhỏ bất kỳ lên trên bất kỳ lên một trong các mặt còn lại, bất kỳ lên một trong các mặt còn lại. Tiếp theo, sau khi các em đã khoét được một lỗ nhỏ ở một trong các mặt còn lại rồi thì các em hãy úp thùng tạo vừa tạo được. Đó. Các em úp cái thùng các em vừa tạo được. Úp thùng vừa vừa tạo được lên cái điểm sáng, lên điểm sáng rồi dùng mắt nhìn qua lỗ nhỏ, nhìn qua cái lỗ nhỏ mà các em vừa khoét ấy, nhìn qua lỗ nhỏ nhìn qua lỗ nhỏ được chưa. Nếu ta vẫn thấy điểm sáng thì nó là nguồn sáng, nó là nguồn sáng. Được chưa? Đây, đây chính là câu trả lời. Và các em thêm một lưu ý cho cô. Lưu ý là phải đảm bảo không có ánh sáng từ bất cứ nơi nào trong phòng chiếu lên cái điểm sáng trên bàn đó. Tức là cái hộp đó phải kín để không có những cái tia sáng hay ánh sáng nào lọt được vào trong hộp. Đó. Đảm bảo không có ánh sáng từ bất cứ nơi nào trong phòng chiếu lên điểm sáng đó. Trên bàn. Được chưa các em? Rồi. Như vậy là chúng ta đã trả lời xong các câu hỏi ở trong bài 1. Hẹn gặp lại các em ở clip tiếp theo nhé.